Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu cái mã sản phẩm đó là phục sao của SH Mod nha cô chị. SH Mod á 125. Thì SH Mod nó sẽ có hai phiên bản màu, màu đỏ và màu bạc nha cô chú anh chị. Đây là những cái sản phẩm tương đương chính hãng của Honda của mình, đó là hãng GMS của Nhật làm. Thì thay vì vô hãng người ta sẽ đóng vài cái mã mực lên nữa thì giá thành có thể đội lên vài trăm ngàn nha cô chú anh chị. Đây là những cái thương hiệu mình bán chính hãng. Đây, cô chú anh chị để ý nè. Ví dụ như SH Mod màu bạc nè và SH Mod màu đỏ nè, thì mình cho cô chú anh chị, thứ nhất là cô chú anh chị quan tâm cho mình, lúc mình soi cho cô chú anh chị xem là quan tâm cho mình cái mối hàn và những cái ký tự trên cái phuộc và những cái điểm mối hàn nè, mối hàn những cái điểm mà cô chú anh chị ví dụ như hàn kém người ta sẽ không làm được như vậy. Thì cái chân phuộc là Showa nha cô chú anh chị, chân phuộc. Thì mình cho cô chú anh chị xem cái cây màu bạc trước đi. Thì hai màu này coi chứ gì thấp lắp cái kiểu mà nào trên xe mình cũng đẹp hết nha coi chứ gì. Đây, coi chứ gì để ý cái chân mối hàn. Xô qua từng cái mối hàn này nè, rất là đẹp. Mối hàn rất là chắc chắn. Đó, coi chứ gì để ý. Thì đối với SH Mod á, nó sẽ chỉnh được nhiều nấc lắm nha coi chứ gì, nhiều nấc tải trọng á. Đó, đây là cây màu đỏ, coi chứ gì để ý nè, mình lay lăn qua lăn lại cho cô chú chị xem cái chân, chân phục á, chân phục và những cái điểm mối hàn. Đây cô chú chị thấy khi mình lắc tới lắc lui mấy gà bảy màu nha cô chú chị, nhất là cái chân cô chú chị thấy hàng xịn lúc nào cũng chắc ăn hết nha cô chú chị. Đây cái ống trong mà ống lòng trong cô chú chị lắc lên lắc xuống thấy bảy màu, thấy nó ánh bảy màu lên. Phuộc SH Mod là phuộc một cây nên cái lực nó rất là lớn nha cô chú chị, cái ruột nó trong cái tì thôi lớn quá. Cái đầu phục nè, lúc nào mình thấy màu đỏ nó cũng bắt mắt, nó đẹp hết nha cô chú chị. Màu đỏ lúc nào, hiện giờ là phục si màu đỏ mình bán hết hàng luôn nha cô chú chị, phục si của Nhật á. Lúc nào cây màu đỏ mình thấy nó cũng bắt mắt hết. Thì 450 ngàn, chưa bao gồm phí vận chuyển cô chú chị, mua gì cắm lên xe mình chạy vài năm nữa cô chú chị. Được cây phục rất là ngon, cây phục này rất là khó phục hồi nha cô chú chị, mua gì cắm thôi, cắm lên xe thôi, 450 ngàn, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây là phục sao của SH Mod 125 nha cô chú anh chị. Mình xin cảm ơn các cô chú anh chị.